Khoai tây Trung Quốc, trộn đất Đà Lạt. Chiều ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, bắt quả tang vụ, trộn đất vào khoai tây Trung Quốc. Để bán ra thị trường, đánh lừa người tiêu dùng với giá cao. Chiều ngày 21 tháng 8, qua kiểm tra đột xuất, tại quầy số 19. Chợ nông sản Đà Lạt, do bà Đoàn Thị Trè làm chủ, đội cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, phát hiện một nhóm người. Vận hành máy chuyên dùng, để rửa khoai tây. Mỗi đợt rửa được khoảng 100 kg, rồi trộn đất vào khoai tây. Bà Trè trình bày. Sau khi rửa và trộn đất, sẽ đóng gói khoai vào bao, và dán kem, kem do Ban Quản lý chợ Đà Lạt, Bộ phận chợ nông sản phát hành. Trọng lượng tùy yêu cầu của mỗi hàng. Việc nhuộm đất đỏ, lên bề mặt khoai tây, là do yêu cầu của mỗi hàng, để dễ tiêu thụ. Bà Trè mua khoai tây Trung Quốc, của bà Trần Thị Thủy Trang, tại quầy số 54, chợ nông sản Đà Lạt, với giá 7.000 đồng 1 kg. Rồi Tân Trang bán với giá 8.000 đồng 1 kg. Còn bà Trang cho biết, mua khoai tây Trung Quốc, giá 3.740 đồng 1 kg. Công an thành phố Đà Lạt tiến hành lập biên bản, tạm giữ một máy rửa khoai tây, một máy nổ và 4 tấn khoai tây Trung Quốc. Đã nhuộm đất đỏ Đà Lạt. Trong khi khoai tây, cà rốt Đà Lạt khan hiếm, hàng từ Trung Quốc, đội lốt hàng Đà Lạt, đổ về chợ đầu mối nông sản. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tăng mạnh. Ngày 18 tháng 8, mới hơn 20 giờ, mà tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm xe chở hàng rau, củ, quả từ Đà Lạt, đã ào ào xuống hàng cho các chủ vựa. Mua bao nhiêu cũng có. Phóng viên báo Người Lao Động, ngỏ ý muốn mua khoảng 100 kg khoai tây Đà Lạt, thì một chủ vựa, đưa chúng tôi tới một lô hàng. Giới thiệu là khoai tây, do người dân trồng, ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hàng mới về cách đây chỉ vài giờ. Thấy khoai tây củ quá lớn, dài, vỏ dày và trông rất bóng, chúng tôi yêu cầu cắt ra một vài củ để xem ruột bên trong. Có thật sự là hàng Đà Lạt hay không? Chủ này từ chối ngay, anh xem kỹ đi, khoai tây Đà Lạt mới có da vàng thế này. Con ruột sẽ có màu vàng nhạt hoặc trắng đục. Trong khi khoai tây Trung Quốc, da sẽ có màu trắng nhạt, ruột có màu vàng đậm. Tùy theo từng loại khoai. Tại một vựa khác, chủ vựa cam đoan, muốn bao nhiêu cũng có. Chúng tôi vừa hỏi vừa cười. Hàng này giống hàng bên kia về quá, thì chủ này trừng mắt quát. Hàng bên nào chứ, Đà Lạt 100% đó, giá 18.000 đồng kg. Lấy thì cho người chuyển ra xe luôn. Nhiều chủ vựa, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết, một số lấy từ vườn của người dân. Nhưng cũng nhiều hàng, lấy từ các vựa củ quả, tại huyện Đơn Dương, hoặc huyện Đức Trọng, như vựa C, E, M, N, H, L. Đáng chú ý. Bà Loan, một chủ vựa rau củ quả tại chợ nông sản Đà Lạt, từng khẳng định với phóng viên. Hàng của bà đều lấy từ Trung Quốc, trộn với đất tại vùng trồng khoai tây Lâm Đồng để hóa kiếp thành hàng Đà Lạt. Rồi bỏ mối cho các vựa kể trên. Dù nông dân và thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đều khẳng định khoai tây, cà rốt của vùng này. Chưa đến mùa thu hoạch, nhưng hiện mỗi đêm có đến hàng chục xe tải, xe container chở mặt hàng này từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Sau đó được những người chở hàng thuê đưa vào các vựa. Đến khoảng 7 giờ hôm sau, tất cả mặt hàng trên đã được các tiểu thương đến mua hết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các tiểu thương mua hàng về sẽ phân tán ra bán tại các chợ truyền thống. Một số được các chủ vựa tuyển để đưa vào bán tại một số siêu thị. Các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai không kiểm soát được. Theo ông Nguyễn Bình Phương, Phó phòng kinh doanh, tiếp thị công ty quản lý và kinh doanh, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, mỗi ngày có khoảng 250 tấn nông sản Trung Quốc nhập về chợ. Các mặt hàng bao gồm trái cây, lưu, lê, mận, táo, nho, hành khô, tỏi khô, gừng, khoai tây, cà rốt, bắp cải, súp lơ. Hàng Trung Quốc nhập chợ, chủ yếu bằng xe container, khi vào chợ phải trình, phòng quản lý bốc xếp, hợp đồng vận chuyển, và hồ sơ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Chỉ có những xe có đủ hồ sơ trên thì mới được đưa về chợ kinh doanh. Khi nhập chợ, hàng Trung Quốc đều được đóng gói và có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, thông tin nhà nhập khẩu theo quy định. Với quy trình trên, trường hợp nông sản Trung Quốc đã quá giang đâu đó để đổi nhãn mác và trộn chung với nông sản Việt, thì công ty quản lý sẽ không kiểm soát được. Tuy nhiên, ông Phương cho rằng từng chủ các sạp vừa trong chợ cũng phải giữ uy tín. Và họ không thích kinh doanh hàng trộn. Chợ đầu mối Thủ Đức là nơi bán sỉ với số lượng lớn. Người mua là dân chuyên nghiệp, nên không dễ bị lừa.
Ở chợ vừa có khoai tây Trung Quốc, vừa có khoai tây Đà Lạt, khi hai sản phẩm để cạnh nhau, thì người mua rất dễ phân biệt. Và họ cần mua hàng đúng giá trị, không mua hàng Trung Quốc, mà trả tiền hàng Đà Lạt. Cũng cần phân biệt, thương nhân kinh doanh. Bên trong chợ đầu mối, có đăng ký kinh doanh, với các điểm bán bên ngoài chợ, ông Phương lưu ý theo ông Phương, nông sản nhập khẩu từ biên giới. Về chợ đầu mối, cơ bản tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, khi trên từng thùng hàng, đều có thông tin chi tiết về hàng hóa. Tuy nhiên, khi hàng ra chợ lẻ, lại không được kiểm soát tiếp, nên mới xảy ra tình trạng đánh cháo xuất xứ, nhất là khi người tiêu dùng có tâm lý không thích hàng Trung Quốc, nên tiểu thương phải che giấu, để dễ bán hàng, ông Phương kiến nghị. Theo ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đã giao cho Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, kiểm định chất lượng, nông sản ngoại nhập, nhưng rất khó kiểm soát, khi thương lái không trung thực. Giữa nông sản Đà Lạt và nông sản Trung Quốc, với ngành chức năng, thì doanh nghiệp thừa nhận là hàng Trung Quốc, nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, có một thương lái nào đó từ tỉnh, thành khác gọi đến, yêu cầu là khoai tây Đà Lạt chẳng hạn, thì họ lại chỉ ngay. Mặt hàng Trung Quốc này là hàng Đà Lạt. Như vậy, người tiêu dùng không phân biệt được và chỉ nhận thiệt về mình. Đây là vấn đề rất khó xử lý. Trước mắt, chúng tôi đành vận động thương lái, trung thực trong kinh doanh, để bảo đảm uy tín và sức khỏe người tiêu dùng. Ông Hưng nói, chỉ với mức giá 2.200 đồng một chiếc, nhưng hạn sử dụng lên đến 6 tháng, những chiếc bánh trung thu Trung Quốc đang được các mối buôn Việt Nam tranh nhau nhập về và bán tràn ngập trên thị trường. Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, giáp tháng 8 âm lịch, nhưng hiện nay, các đầu mối bán buôn, bán lẻ bánh trung thu đã bắt đầu rục dịch nhập hàng và quảng cáo các loại bánh trung thu nhập khẩu, bánh handmade, bánh nội địa. Theo đó, bánh trung thu ở phân khúc trung bình năm nay có giá khoảng vài trăm ngàn đồng, vẫn là những loại bánh nội địa. Bánh trung thu nhập khẩu thuộc dòng cao cấp hơn thì có giá khoảng 1 đến 3 triệu đồng tùy loại. Đặc biệt, năm nay, loại bánh trung thu Trung Quốc mini với mức giá siêu rẻ và hạn sử dụng siêu dài đang được nhiều mối buôn Việt Nam ưa chuộng và nhập về tràn lan. Theo đó, loại bánh trung thu Trung Quốc 40 gram này được nhiều chủ cửa hàng quảng cáo có lớp vỏ bánh mềm và thơm ngon, nhân bên trong ngọt ngọt thanh thanh, không ngọt đậm như bánh trung thu của Việt Nam mình. Bánh trung thu Trung Quốc có kích cỡ nhỏ nhắn, vừa miệng ăn. Chị Huyền Trang, Long Biên, Hà Nội, chủ một cửa hàng chuyên nhập đồ ăn vặt Trung Quốc, cho biết chị đặt hàng loại bánh trung thu này ở xưởng bên Trung Quốc từ lâu rồi, mà chiều nay, ngay 6 tháng 8 mới có hàng. Tôi quảng cáo loại bánh trung thu Trung Quốc này từ cách đây 2 tuần. Khách đặt mua xỉ, lẻ cũng đã nhiều, mà chiều nay hàng mới về Việt Nam, cũng về số lượng không được nhiều, vì bên đấy đang cháy hàng. Nên ai đặt trước, thì tôi ship hàng trước, chậm chân hơn, thì đành chờ hàng đợt sau thôi, chị Trang cho biết. Chia sẻ với phóng viên, chị Trang cho biết, loại bánh này, chị bán giá xỉ là 320.000 một đồng thùng, nếu mua 5 thùng, thì giá chỉ còn 300.000 một đồng thùng. Được khoảng 130 đến 135 chiếc. Tức là mỗi chiếc bánh trung thu Trung Quốc này chỉ có giá 2.200 đồng. Về giá bán lẻ của loại bánh trung thu Trung Quốc này, chị Trang bán 5.000 đồng một chiếc, 45.000 đồng mỗi 10 chiếc và được mua trộn các vị tùy thích. Yên tâm là, bánh trung thu Trung Quốc này có hạn sử dụng 6 tháng, ngày sản xuất cũng còn mới, nên nhập bán từ bây giờ. Đến sau Tết Trung Thu, vẫn chưa hết hạn, chị Trang nói. Đang nói, chị Nguyễn Huyền, Đống Đa, Hà Nội, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt online, cho biết loại bánh trung thu này đang cháy hàng bên kho ở Trung Quốc, có khi đặt hàng trước nửa tháng cũng không có hàng mà nhập ấy chứ. Về giá cả của loại bánh trung thu Trung Quốc này, chị Huyền bán lẻ 90.000 đồng kg, được khoảng 20 đến 22 chiếc, nửa kg có giá 50.000 đồng, được 10 đến 11 chiếc. Nếu mua xỉ, giá giảm xuống còn 80.000 đồng kg, nếu mua 10 kg thì chỉ còn 75.000 đồng. Theo đó, tính ra, mỗi chiếc bánh trung thu, chị Huyền bán có giá 3.400 đồng. Để chiều lòng khách hàng, chủ cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt này sẵn sàng nhập đủ các vị, đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ, hạt sen, dưa, trứng thịt, trứng muối đậu đỏ, khoai môn, và bán trộn các vị để khách hàng được thưởng thức đầy đủ. Tuy nhiên, hạn sử dụng của loại bánh trung thu Trung Quốc mà chị Huyền nhập chỉ được khoảng 4 tháng. Chia sẻ với phóng viên, chị Huyền cho biết, còn 2 tháng nữa mới đến Trung Thu, nhưng tôi phải bán trước từ bây giờ, cho quen khách. Và lại,
bán từ bây giờ còn đắt hàng, chứ đến đúng dịp, lại bão hòa rồi, đâu đâu cũng bán, thì khách nhà mình sẽ ít đi. Đang nói, một số chủ cửa hàng bán loại bánh trung thu Trung Quốc này, tiết lộ, nếu tính tổng bán sỉ và bán lẻ, trong khoảng nửa tháng nay, mỗi ngày, mỗi cửa hàng bán được khoảng trên dưới 20 thùng, tương đương với 3.000 đến 4.000 chiếc bánh. Dù đang tràn ngập trên thị trường, với kích cỡ nhỏ nhắn, bạt ngàn hương vị và bao bì bắt mắt, một số người tiêu dùng Việt Nam vẫn hoài nghi rằng, với mức giá 2.200 đồng, nhưng hạn sử dụng tới nửa năm, loại bánh này liệu có an toàn cho sức khỏe người sử dụng?